Terrible. Lấy cái lỗi chỗ này nè, chỗ này già, cái lỗi mềm mập như củ sắn vậy đó, mới ăn được. Mời cả nhà ăn cháo gà với gỏi củ hủ dừa cả nhà. Lần đầu chồng mình cũng ăn gỏi củ hủ dừa luôn. Mời cả nhà gỏi thịt. Mời cả nhà. Không sức mạnh. Không sức mạnh. Ok mà. Hả? Đúng không? Cái gì nào? Ờ, dạ. Sức mạnh. Em tổ hợp đơn. Tổng mà no dữ. Xa tim nữa. Em nóng nóng mà no. Hai ông nữa. Nếu mà nhà không còn gì ăn, bắt đi con gà ăn con gà. Thôi mai may mắn. Ông bạn đi giải phân đi, chứ đi chợ đi. Em đi vườn nó làm cỏ, nó cắt trái mà. Bị con bị chích á, nó ngứa gãi xương rồi. Con mắt này. Nó ngứa xương cái mắt này. Ăn thằng Ly ăn này ăn chạy đi đâu nhỉ? Đâu ăn da gà ngon lắm cả nhà. Ăn vừa rồi ăn. Mai phút
dành cho vẻ đẹp đó nha. Tinh hoàng của gà trống, từ lô a dâm nhân tâm nó căng trang được. Chỉ gặp ta tăng ăn tăng ông vẫn còn như ta cút mà tăng ai dành ăn thì gặp ta mình nói ông rứa ông ngại ông gà ăn đi ngồi xuống. Mình là đào cháo chồng mình nói cháu ông thích, không thích cơm. Mình dứt dĩa đổi luôn. Quất hai cái đùi luôn để chiều luôn rất ngon. Oh, cool.